Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi tàu tới Nga và dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến công du đầu tiên sau 4 năm. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, lãnh đạo Kim Jong Un lên tàu tới thăm Liên bang Nga vào chiều ngày 10 tháng 9. Tháp tùng ông Kim Jong Un có các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và lực lượng vũ trang. KCNA cho biết ông Kim Jong Un sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm nước này. Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã tiến qua biên giới vào vùng Prismoski của Nga. Sau khi qua biên giới, đoàn tàu này được một đầu máy của công ty đường sắt Nga kéo. Gần đây nhất, lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga để gặp Tổng thống Putin là vào hồi tháng 4 năm 2019. Chuyến thăm này diễn ra sau khi cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên giữa ông Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt được kết quả các quan chức của mỹ và chuyên gia phương tây nhận định ông putin và ông kim jong un có thể thảo luận về thỏa thuận quân sự họ cho rằng nga có thể tìm nguồn cung đạn pháo và tên lửa chống tăng từ triều tiên trong khi triều tiên quan tâm tới công nghệ vệ tinh tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ lương thực từ nga